Đây là clip đi bẫy chì voi trắng nha anh em. Bẫy chì voi trắng này thì anh em chỉ cần có cái tiếng chì voi hay, với lại lưới để đánh chim sẻ, chim ri gì cũng làm được hết. Rồi anh em để thêm chim mồi, anh em làm thì làm giống như trong clip. Nếu anh em nào không biết cách làm thì liên hệ số điện thoại để Thuận chỉ cho anh em cách làm cho nó hiệu quả. Mà anh em lưu ý nha, mình bẫy con chim này á, quan trọng nhất là cái file âm thanh phải hay, phải chuẩn, phải mới lạ, chứ không có đào mấy cái tiếng trên mạng xuống làm không hiệu quả nha anh em. Anh em cần tiếng hay thì liên hệ với Thuận số điện thoại trên màn hình để Thuận tư vấn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Clip này Thuận chèn nhạc với lại âm giọng vô để quảng bá với lại làm cho nó sinh động clip thôi nha anh em, chứ clip đi bẫy là không có nói theo kiểu này nha. Cảm ơn anh em. Con này nhá.